Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game khí hải tạc, quay về giải đấu tổ đội chiến. Bây giờ trước khi nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chúng ta cùng nhau đến với ngày chung kết của cái giải đấu này. Nói thật một điều là mình cũng thấy chung kết tỷ lệ thắng nó cao, nên nói thật là mình cũng cóc quan tâm lắm. Bình thường là ví dụ như cái ngày trước ngày chung kết, là ngày mình nghĩ là trận chung kết sớm ấy, thì bạn thấy một điều mình quay, mình vừa đi sửa nick này, xong mình đánh trực từng trận một đúng không? Nhưng mà riêng cái ngày hôm nay chung kết là mình cũng có trực, nhưng mà mình không có quay trực tiếp, mà mình để cho xong bố giải rồi, biết vô địch rồi. Bây giờ bắt đầu mới quay ngược lại quay video, đúng không? Và mình không có quá trình sửa nick, thay đổi đồ rất tinh để đánh nick mạnh nhất bên kia, nick Lady May. Tại vì đơn giản với mình đánh giá nick đấy thấp. Mặc dù thực tế mình xem có trận bị thua, nhưng mà vì mình đánh giá thấp nên mình cũng cóc tiền sửa nhiều. Mình cảm giác vào chung kết là tỷ lệ thắng của mình nó cao quá rồi, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ vào xem cụ thể trận chung kết của cái tổ đối chiến nhé. Và như vậy, dưới đây tiện đường ở đây xem luôn cái quà này. Như vậy mà thấy một điều, cái vòng tích điểm mình đứng hạng 2, mình nhận được đây là 200 cờ vì mình đang chuẩn bị đến Zoro, nên là mình chỉ quan tâm cờ thôi, được 200 cờ đúng không? Cộng với vòng trong này mình thắng được 750 cờ, với tổng cộng mình đã được 950 cờ, gần ngàn cờ đúng không? Rất là lợi thế luôn. Bây giờ mình xem, bây giờ trước khi vào xem chiến báo, mình xem cái thành phần lấy cái Zoro tầm cách bao nhiêu nữa. Đây xem có túi nào ra đường cờ mình chưa mở không thì mình mở nốt ra. Mình xem còn thiếu bao nhiêu. Nói chung là thấy là cái hành trình kiếm cờ nó cũng đơn giản thôi. Tại mình cầm nick siêu top thì ở cái vị thế nó khác. Các bạn để ý một chút xíu, bắt đầu mình đang mua nguyên tố này. Bắt đầu mình đang trang giai đoạn mình chạy nguyên tố lên. Không biết hôm nay có bán không để mình cân đối. Hôm nay bán là cái này mình tiếp mình xem nó thuộc bên nào để mình sẽ mua nốt. À không, cái này mua luôn rồi. À không, cái này như mình mua từ sáng hay là anh tuyển vào mua nhỉ? Mình không nhớ chính xác lắm. Tại vì nick này thì toàn anh tuyển vào hoặc anh chủ nick vào. Nói chung là mình đã vào mình đẩy nguyên tố lên tí này. Nhưng mà thôi, cái nguyên tố không quan trọng đâu. Mình không có nguyên tố vẫn vô địch mà. Để qua mình lên cho nó bằng bạn bằng bè thôi. Mình bắt đầu mình đẩy mạnh lên tí, kết hợp vẫn duy trì mua bánh mì đều nhé. Hôm nay mình dò xem tí có sót gì nữa không, chắc không sót gì đâu. Bây giờ sẽ vào mình kiểm tra cái số lượng mảnh liên quan đến lệnh triệu tập Zoro nhé, chắc ở cuối nhé. Đây mình có 4988 thì gọi cho là 5000, thiếu khoảng tầm 3000 nữa. 3000 nữa mà đợt này phản hồi cho bao nhiêu nhỉ? Phản hồi này hôm nay chưa mắc đâu, nhưng mà mình sẽ hò anh nào cho mắc thôi. Thì ở đây mình đang có là 50. Để bật máy tính lên xem thiếu bao nhiêu. Mình có 50 túi ạ, à. Từ tí, mình bật điện thoại vào máy tính mình cộng thử đó. Nhẩm nó đau đầu đó. Mở máy lên cộng cho dễ. Đây mình có 50 túi này, cộng với kia 180 túi. Là mình có 230 túi, mỗi túi 3 cờ. À, 690 cờ, 690 cờ cậu về thì gọi cho là 700 nhé. Mình tính cái sai số cái cờ linh tinh mình kiếm được nữa là gọi cho là 700 nhé. Và như nãy mình thiếu khoảng tầm 3000, nếu mà mình trừ đi 700 thôi nó cũng không thiếu mấy đâu. Và thiếu 2300. Nếu như tuần sau nó khoảng tầm 700, thực ra là hơn 700 mình lẽ bao nó có, mình gọi cho là 700 đi. Rồi mình chia cho 3, chia cho 700 đi. Mình thiếu 2300 cho 700 đi. Mình khoảng tầm 3 tuần nữa là đủ. 3 tuần nữa thì gọi cho là giữa tháng 9 hoặc hết tháng 9 mình sẽ đủ đâu. Đang tháng 8, tháng 9 tức là gần như mình sẽ lấy đúng vào cái đợt sự kiện sinh nhật game luôn. À, bây giờ nhầm cái sự kiện 2 tháng 9 luôn đúng không? Tại bây giờ mình đang tháng 8 mà, sang tháng 9 rồi. Thì lúc đấy mà kiểu lấy sợ phản hồi nó cao ấy, thì khép còn nhanh nữa, gần như chắc chắn sẽ lấy được. Nói chung là cờ sẽ kịp nhé, cờ sẽ kịp đấy. Chỉ sợ cái bánh mì không may thiếu chắc phải chơi vàng chay. Bánh mì thiếu chắc phải chơi vàng chay. Tại vì đang bánh mì bị hụt một tí thì cũng chưa biết nào cả. Thôi kệ, chúng ta bây giờ quay về với tổ đối chiến nhé. Để tính sơ các bạn một chút xíu nên tình hình lấy tướng thôi. Đây mình quay về đây. Bây giờ mình sẽ vào các bạn xem kết quả trận chung kết nhé. Ở trận chung kết ở đây ấy, thì lúc đầu là mình tính là bạn biết vì sao mình để Gru đến Kakam thích gái đẹp không? Tại vì các bạn mình xem trận hôm trước này. Thế mình tính là nếu giả sử người ta buông xuôi ấy, thì khi đó thì Lady May đứng đầu cho Gru đọ với Lady May, thì hai người mạnh nhất với nhau. Nick Kakam ở giữa để đánh với nick mạnh yếu nhất của bên này, hai nick yếu nhất của hai team và nick tầm trung của hai team đánh với nhau. Nhưng mà vì ở đây người ta có thay đổi nên nó không đúng như mình kỳ vọng lắm. Là Gru gặp Lady May nhưng mà trái tim lửa gặp Kakam, bởi vì nó ngoài kỳ vọng, tức là người ta vẫn cố níu. Mình cứ tưởng người ta sẽ buông xuôi, nhưng mà mình đánh giá cao điều này là người ta đã không buông xuôi. Để trận chung kết có cái mà xem, chứ mình tưởng người ta buông xuôi thì mình sẽ xếp đúng thứ tự theo thực lực luôn. Để làm sao, để cái cơ hội nếu không may Gru hay Kakam hay thích cái đẹp không may vì lý do nào đó bị thua thì cũng không thể bị thua ba nick cùng lúc được. Tức chỉ đen một nick là cùng thôi, thì mình thắng được hai trận. Nhưng mà thôi không sao, đổi đi một tí thì kết quả vẫn vậy thôi. Thì ở đây bạn để ý một chút ở phía dưới này có một trận Gru thua Lady May, nên ra vì thôi đằng nào cũng là trận chung kết, cho bạn xem nhiều chiến báo một chút xíu. Thì đầu tiên cho bạn xem chiến báo của Gru đối với Lady May là trận đầu tiên nhé. Đây là trận Gru thắng. Thì trận này hiện tại vẫn đang giữ nguyên trận hình khi đấu với PTNN, tại vì hiện tại mình thấy thắng thì mình không muốn đổi lắm, thì nên đội hình vẫn như cũ nhé.
xong về sau ấy mình sẽ đổi đội hình một chút xíu. Bên cạnh việc đổi thứ tự, mình sẽ đổi đội hình Gru chút khi mình phát hiện ra Gru bị thua thì mình cũng điều chỉnh một chút xíu. Tại vì cái tướng của Nick Lady May nó khác của PTRN. PTRN có lo, bên này không có lo. Và bên này chơi King slot 1 ấy, tức là gì như cái tỷ lệ mà dính hiệu ứng con cái hiệu ứng của con King, hiệu ứng vĩnh hằng của con hình con King ấy, gần như là nếu dính thì đen nó sẽ dính thôi. Tức không cần như không cản được. Nên thành ra mình không nhất thiết phải để con King quá thấp như cái trường hợp này. Đó. Nên về sau khi mình thua mình đẩy con King lùi lên. Còn giai đoạn này mình đang thấy thắng nên mình cứ để nguyên trận hình cũ. Tại vì thắng rồi thì sửa làm gì đúng không? Nhưng mà về sau mình đẩy nhưng mình không sửa đồ đạc, mình chỉ sửa vị trí thôi. Tại vì mình nói chọn là PTRN, mình vẫn tự tin là PTRN khỏe hơn là Lady May. Ít nhất là về chất tướng. Mình cảm tưởng thế thôi chứ còn chưa chắc đâu, về mặt lực chiến thì Lady May cao hơn PTRN đấy. Nhưng mà mình cảm giác cái đội hình của PTRN mình cảm giác nó khỏe hơn. Đấy cảm nhận cá nhân nhé, có thể chưa chắc nó đúng đâu. Hoặc có thể mình ác cảm với người ta hay nói xấu mình thì mình có thể mình ác cảm, mình đánh giá đều vậy, mình chả biết được. Nhưng mà mình cá nhân mình đánh giá cao PTRN hơn. Nên là PTRN đánh trận với PTRN bạn thấy có hẳn một đoạn khoảng tầm một tiếng đi sửa nick để đánh PTRN. Nhưng đánh Lady May chỉ đảo vị trí thôi chứ không có sửa. Tức là vẫn là những con tướng này thay đổi vị trí đứng con nào trước con nào thôi. Chứ chả có biết sửa cái gì cả. Nếu chung thường cái lúc đã thắng đậm lắm, từ lúc nó thua thì dính bê bết hiệu ứng đó. Tới mà thật thuận lợi lấy con Zoro nữa thì tuyệt vời. Rồi đối thủ chết với 2 tướng thì mình còn full 5 tướng đầy máu. Cái này thì ứng mình quá ngon rồi, thì nó khống chế cả 2 con rồi, 2 biểu tượng bàn tay xích bên kia thì quá tốt rồi. Trận đầu thì rất là may mắn, đã khỏe hơn rồi may ấy.
Tiếp tục đến trận số 2 nhé, trận của Kakakam đấu với Trái Thiên Lửa nhé. Thì mình kỳ vọng Kakakam gặp Nick Ngạo Sư, rất tiếc là không gặp được. Nó không sao cả, chung cuộc vẫn thắng là được. Thế đấy, bạn thấy đánh sau bất lợi rồi. Nhìn đánh sau thấy bất lợi rồi. Các bạn bên kia anh Trái Tên Lửa anh có con kinh nhưng đánh nó hơi khó. Và từ tới nếu mà Nick Kakakam lại thành công con kinh được thì cũng xem ra thôi. Đánh sau một tí cũng không vấn đề lắm đâu. Thế còn hiện tại chưa có kinh thì đánh hơi bị thua tướng ấy. Ở đây thì cả buổi tối đấy thì cả hai bên đều thay đổi vị trí các thứ tự tướng nhé. Nên nó cũng may rủi thôi. Nhưng mà mình có lợi thế hơn tại vì các bản đích yếu nhất không thuộc về bên mình. Bên nào có đích yếu nhất thử bất lợi hơn. Nhưng mà bên S10 có đích kia gần như tỷ lệ gần như thua mọi đích ấy. Thì gần như auto một suất thua ấy. Thì chỉ cần Gru mình thắng thôi là ok ấy. Hoặc là nếu Gru gặp đích kia chỉ cần đích thích cái đẹp thắng là được. Nên là ra cái tỷ lệ thắng của mình vẫn cao hơn cái bên kia. Nên ra mình vẫn tự tin hơn, mình tự tin hơn bởi vì thế. Tại vì các bạn mình cũng không phải cầm đích yếu nhất. Còn hôm đánh với S1 là mình chỉ cái Kakakam của mình là yếu nhất trong số những người đang đánh đó. Nên ra mình bất lợi hơn. Còn hôm nay thì tự tin hơn rất nhiều, cái trận chung kết thì tự tin hơn nhiều lắm. Nhìn cái tương quan lực lượng thấy có hy vọng phát là nó tự tin hẳn luôn. Tiếp tục cái trận cuối cùng, một trận của Nick thích gái đẹp đấu với lại Nick Ngạo Sư thì chắc chắn là thắng rồi. Cái nick này nick yếu nhất trong 3 team rồi. Mặc dù người ta cũng có được con Yamato đấy, nhưng mà quan trọng là cái chất tướng so với tầm các siêu top ở đây thì yếu nhất. Yếu nhất của cái dàn top chứ không phải so với người khác, vẫn là mạnh hơn rất nhiều nhé. Nhưng mà vì so với cái đối thủ ở đây, những cái top đẳng cấp gần như đầu game ấy, thì nick Ngạo Sư nó hơi bị đuối hơn. Còn bình thường so với nhiều nick khác nó vẫn mạnh hơn rất nhiều. Thank you.
Nếu có turn 1 mà thấy cảm giác te tua rồi, gần như chắc chắn thì là mình sẽ thắng rồi. Tiếp tục bây giờ sang tiếp hiệp số 2 của chung kết nha. Hiệp số 2 bạn có thể thấy một điều là mình có điều chỉnh chút thích cái đẹp lên cái chỗ của Kakakam. Tại mình xem em nhớ đâu người ta để vậy cho người ta buông xuôi tiếp thì mình để lên vậy cho kiểu vẫn là khi mục tiêu vẫn đúng thứ tự ấy. Còn đối phương thì cũng đổi, người ta nhắm đến việc là cho nick yếu nhất cặp Tuệ Minh để cố gắng cho hai nick còn lại có thể đánh bại hai nick đúng không? Nhưng mà số đen một chút xíu là đầu tiên là nick yếu nhất thì gặp nick Gru thì chắc chắn thắng nên mình không cần xem trận này đúng không? Tiếp tục thứ hai là nick thích cái đẹp đã mạnh hơn nick trái trên lửa nên thành ra mặc dù Lady May đánh được nick KKK thì chúng ngay nick yếu nhất của bên team mình nên thành ra lại cũng thua thôi. Nhưng mà đây mình nghĩ là trọng tâm chúng ta xem ở trong hiệp số 2 này sẽ là trận của thích cái đẹp đối với trái trên lửa, nó sẽ cân hơn. Còn hai trận kia nó lệch hoàn toàn nên không cần xem nhá, mình xem cái trận ở giữa này. Nói chung là như nhiều trận giống giống nhau, mình xem cái trận ở tâm điểm thôi. Ở đây bạn thấy là cái cửa vẫn là cửa trên, vẫn ở bên của S59 thôi, vì nick cái gái đẹp nó vẫn cao được chiến thôi. Nói chung là chỉ có bên S1 là mới thể đẩy được chiến của S59 xuống thôi, chứ còn các server khác thì chỉ có CMC hoặc là S59 cao hơn. S1 kiểu nó lâu đời và nó khỏe quá, mặc dù có thể đôi khi nó đổi chủ ấy, mà chủ các thứ thì cứ chơi đều ấy, nên đâm ra nhiều khi lực chiến nó to ấy. Chứ còn đánh các server khác hầu như S59 thì hai top chính là hầu như đều đánh trước, đa số đánh trước. Chỉ có trường hợp của S1 là chịu, S1 thì lực chiến to quá thì mỗi người run đủ sức đánh trước thôi. Và các cái nick khác gần như không đủ. Và trong cái thời buổi này nếu tướng na ná nhau thì đa số đánh trước là sẽ thắng. Còn nếu mà tướng mà tranh hẳn thì đánh trước đánh sau không quan trọng. Thì ông nào tướng xịn hơn thắng hơn. Cái tỷ lệ mà hiệu ứng mà ăn may thắng được một trận nó hi hữu lắm. Được lần thì chưa chắc được lần thứ hai. Nên thành ra là cũng không lo vấn đề lắm. Dính cái hiệu ứng, dính cả hư vô nữa, dính cả cái khiên đỏ khiên xanh cho nên tránh cả đánh thường đánh độ nên là nhất thời chưa đập được, phải chờ thêm tí nữa. Nhưng bên mình cũng thế, là mình cũng dính cả hai khiên thì ra mình đến lượt mình cũng né được. Nói chung là hai bên tướng giống nhau, mình có tận 5 tướng kiểu gì mình chả thắng.
Còn main của Nick Groove này, Nick này cũng đánh cũng đau. Thế thì thua mỗi main Groove ấy. Thôi thực ra Nick mấy ông siêu top thì main cũng khỏe đấy. Để các bạn cũng phải tầm siêu top thì main mới sống được. Còn cái tầm top bình thường thì đa số các main chết đầu tiên. Tiếp tục bây giờ mình sang tiếp hiệp số 3 nha. Hiệp số 3 rồi mình lại đảo đi tí cho nó vui thôi. Mặc dù mình có cửa trên mình đảo cho người ta dối thôi, chứ thực ra bây giờ mình không áp lực. Tại vì khán giả mình có cái lợi thế là mình không có... Vì vấn đề bảo các bạn ở bên kia có nick yếu nhất nên ra mình có lợi thế nhiều hơn ấy. Nên mình chỉ cứ đảo đi một tí xíu cho người ta tâm lý thôi, chứ còn bản chất mình không cần đảo. Ở đây, mình đảo bây giờ thì trường hợp này mình đảo KK bên đầu, Groove chuyển xuống giữa và thích cái đẹp ở cuối. Thì may mắn một chút xíu là Groove lại gặp được Lady May. Mỗi tội phần này bị thua, thế mới đau ấy. Còn về mặt chiến lược ấy, là ok nhé, là thích cái đẹp gặp nick ngạo sư hoặc là gặp trái tên lửa, nhưng mà gặp ngạo sư thì thích cái đẹp càng chắc chắn thắng, đúng không? Chỉ cần Groove thắng được Lady May hơi tiếc phát này là bị thua một tí, còn KK có trái tên lửa thua là chắc chắn rồi. Nên là thời gian tâm điểm cho hôm nay, cho cái trận số 3 này sẽ là trận của Groove đánh thua Lady May ấy, thì cho các bạn xem nhé. Và sau khi thua xong trận này thì từ trận thứ tư mình quyết định là đổi vị trí tướng của nick Groove một chút xíu để tăng cơ hội thắng lên một chút xíu, vì thế là cảm giác không cần thiết phải để con kinh xuống quá thấp, mình sẽ đẩy nó lên một chút xíu. Và tất nhiên phát này chắc đen hiệu ứng rồi, chứ mình nghĩ nó chả nhỏ mức đấy đâu. Chắc là hôm đấy xui xui hiệu ứng nó đen đen một tí thì thường nó mất một trận. Và lại cơ bản chung kết mình lợi thế lớn rồi. Chứ còn thực ra bên S10 đảo kiểu gì mình vẫn có lợi thế hơn. Tức chỉ vì nick ngạo sư gặp nick nào mà chả thua. Gặp nick nào mà chả thua thì auto thua một, đúng không? Thì chỉ cần Groove không thua, hoặc là thích gái đẹp không thua, một trong hai nick đấy không thua. Và cái tỷ lệ Groove không thua lại quá cao ấy. Nên thành ra cái tỷ lệ quá lớn. Thực sự cái tỷ lệ mình thắng quá lớn luôn. Và tất nhiên thực ra nếu mà thích ngạo sư đấu nick KKK thì ra, nếu mà hên nó vẫn có thể là thắng được KKK, nhưng mà tỷ lệ nó không lớn lắm. Tại dù gì người chơi Funky thì nó không thể bằng được cái người chơi con kia. Nên nói chung nói thật là chung kết là mình nghĩ là ba trắng rồi. Chẳng qua hơi xui tí mình thắng trong 3-1, nên mình bị trận đen tí rồi. Thế còn về lý thuyết mình tưởng mình thắng ba trắng luôn. Với hai giờ mình online phòng đen đấy. Tức là mình không chủ quay luôn, nhưng mình cũng online phòng đen, mình cũng đổi vị trí, cũng thay đổi tướng đến tinh. Nên thành ra cái chuyện thắng là chuyện đương nhiên thôi. Cái hôm mà gặp F1 ấy, đánh vào trận số 5 mình rất tâm lý là sẽ bị đánh vào trận số 5. Nhưng mà riêng cái hôm gặp F10 mình rất là tự tin là trận số 4 mình sẽ win được. Tại mình cảm giác đối thủ yếu hơn nên mình tự tin hơn. Chứ các bạn để ý cái hôm gặp F1 mình rất là tâm lý rồi, mình tâm lý rất nhiều cái lúc mà cái lúc mà hai bên nó gặp nhau. Thì rất là sợ, mình sợ cả cái trường hợp là nó lại kiểu là không đủ ấy. Nó lại kiểu là dở ưng ưng ấy, không nó lại vào đấy nó đen cái hiệp 5 để bên người ta khỏe quá. Chứ còn bên này thì nó vừa tầm hơn, thì đánh nó tự tin hơn nhiều. Nói chung là đánh nhau nhiều nó tự tin ấy, kiểu gặp nhau nhiều quá ấy. Thì cảm giác ai thắng được cảm giác nó tự tin ngay. Để gặp đối thủ mạnh áp lực lắm. Đối thủ mạnh đánh càng lâu càng tâm lý. Mặc dù người ta có thể chưa chắc thắng được mình đâu, nhưng mà kiểu tâm lý mình cứ sợ thua. Và gặp đối thủ mà cảm giác nó yếu thì mình tự tin hơn nhiều, đôi khi thua vẫn tự tin sẽ thắng được trận sau. Còn lấy thua một thì mình lại nghĩ đến cảnh có khi nào mình bị lật kèo không ta. Nhưng mà sau trận 4 thắng luôn thì mình chốt xong luôn là ok rồi. Cũng sợ giống như kiểu mình lập kỳ tích thắng lại được S1 rồi. Thì sợ S10 lập kỳ tích thì vượt qua được S59 thì chết. Tại nhiều khi cũng khó nói và nhiều khi bất ngờ. May mắn là không bất ngờ gì xảy ra. Thằng nào mạnh hơn vẫn cứ thắng. Thế là tốt rồi. Bất ngờ gì nhất là trận này Groove thua Lady May. Chứ còn không có bất ngờ gì khác cả. Pero que me llena con exceso más y más y más.
Khởi đầu đánh suôn sẻ, không biết nó xui xui hiệu ứng lúc nào. Tại vì thua ngược. Cái này đen tí ở chỗ cái con kinh nó bị xích kìa. Nó bị cái hiệu ứng vĩnh hằng của con kinh đối thủ. Thật ra chúng ta số thua bị cái vĩnh hằng thôi mà. Chứ còn các hiệu ứng khác thì cơ bản xóa được hết thôi. Tại team mình siêu bút hỗ trợ. Chẳng qua hơi đen chút xíu bị cái vĩnh hằng nó xích. Nên đâm ra con kinh mình bị ngỏm hơi sớm. Không biết còn mạng hồi sinh không? Còn mạng hồi sinh nữa. Nhưng mà kiểu hồi sinh nó vẫn đang dính hiệu ứng xích trên người nên nó không ra đòn được. 165 nội bị cái hiệu ứng vĩnh hằng nó khóa luôn. Thế thư xui xui tí hiệu ứng rồi nên bảo nhiều khi trả chỉnh chắc vẫn thắng ấy mà. Nếu mà chỉnh thì yên tâm hơn thôi. Cái này ăn full đóng băng rồi. Ăn đóng băng nữa nên tâm ra bị khóa hết rồi. Lo là không nộ được, lo không nộ được thì không xóa được hiệu ứng bất lợi. Nhớ không nhầm như lo nộ mới xóa hiệu ứng bất lợi, còn đánh thường như không xóa. Nó chỉ búp nộ thôi. Búp nộ búp khiên thì nó dùng nó bị đóng băng rồi. Đấy, chú hơi xui bị khống chế một tí thôi chứ còn bình thường nó chả sao đâu. Lại bị xích vĩnh hằng tiếp này. Cái này xui thế mà biết là hai phát vĩnh hằng liền. Thì bảo sao mà chả thua. Nên lên lên phát này thua vì đen thôi. Cũng giống như thì toàn thắng vì may thì cái này thua vì đen thôi. Nên thật ra cái này ra mình không cần chỉnh chắc vẫn thắng được. Tại cái xác suất mà trong một cái giải đấu mà đen đến 3 lần liên tiếp mình nghĩ là ít, thường thì đen một lần thôi, còn đa số là đỏ thôi. Thằng nào mạnh hơn đa số vẫn đỏ hơn. Để chờ hi hữu lắm mới đen đến mức này. Ăn hiệu ứng thế này không thể nào win được rồi.
Giờ thong thả chờ chết thôi, phát này hiệu nó xui quá. Cũng sống dài phết. Thế rồi bây giờ mình sang cái trận cuối cùng, trận chung kết nhé. Trận chung kết ở đây hiện tại cũng đảo linh tinh, và trận này quá tuyệt vời, đúng không? Thắng tất cả, xem tất cả trên báo luôn nha. Trận này là gần như là đúng thứ tự đấy, là thích cái đẹp và trái tên lửa thứ tự mình mong muốn. Sau Gru gặp tiếp Nick Lady May, cuối cùng là Kagakam gặp với lại Nick Họa Sư, đúng như là thứ tự mình mong muốn luôn. Trận này cả ba nick của bên mình đều thắng, nên chung là thắng chung cuộc, thì quá cuối là thắng tuyệt đối. Nó cũng giống giống như hôm trước, cái quả cuối thắng cũng rất là đậm. Cơ bản trên mỗi main nữa, trên mỗi main của đa số là sống được.
Tiếp tục đến trận thứ hai, ở đây là trận của Nick số kéo dưới này. Gru đánh với Lady May, phát này cứ đẩy con King của bên Gru lên sớm một tí xíu. Vì thế là đứng dưới nó hơi dính quá. Và tất nhiên là người ta chơi King slot 1 thì đen vẫn dính hiệu ứng thôi. Chả qua mình đẩy lên sớm một tí thôi. Mình không muốn nó phải đứng quá sâu nữa. Cũng như là để con Uta đi chậm một tí cho con Yamato, con mấy con kia ra hiệu ứng hết đi. Sao có gì con Uta nó hóa giải. Trừ khi dính vĩnh hằng, còn nếu dính thì hiệu ứng khác ấy, thì cơ bản cho nó xóa luôn. Cho nó ok hơn. Nói chung lúc nãy là đen hiệu ứng thôi, chứ bình thường hiếm khi đen hai lần liên tiếp đó. Và sau trận thắng này mình nhớ không nhầm là anh Lady May cũng đổi tên lại thành vua về nhì rồi. Tại toàn bị về nhì, toàn gặp S59 rồi bị về nhì đấy. Thành ra người ta mới đổi tên thì vua về nhì đi vậy. Phát này lại thắng phun tướng rồi, thì toàn đã đen rồi phát rồi.
Ồ, trận cuối cùng của Nika càng đứng ngoạn ngạo sư này. Thấy đánh vẻ áp đảo rất lớn luôn, cái khoảng cách nó chênh xa lắm. Giờ này thấy chắc đòn nhiều nhỉ. Chắc tầm 5 lượt nhỉ. All my friends already know there's no reason. Hold it back.
Yamato, cái liễu Yamato chứ. Đấy, ok đấy, mình cho mọi người xem qua chung kết nhá. Nói chung thì chung kết thì cũng là bốn hiệp, như là cũng là bốn trận như là trường hợp của trận bán kết ấy. Nhưng mà tuy nhiên là cái độ gay cấn này không bằng cái trận trước được. Thì trận trước đối thủ nó mạnh hơn, trận này đối thủ nó bị chênh nhiều quá. Đây ở đây bạn thấy có cái nick vua về nhì không? Tên này chắc là nick Lady May đổi tên đấy. Mình cho anh ấy về nhì nhiều quá là anh đổi luôn tên nick rồi. Nó thể hiện đúng cái bản chất là luôn luôn vào chung kết sẽ bị về nhì thôi. Đây, bây giờ đổi tên thành vua về nhì rồi. Thế vậy là mình tiếp tục vô địch thêm một mùa nữa. Nói giờ mình sẽ dịch chuyển các bạn sang một cái vũ trụ khác là bên cái cụm cuối. Tại vì cũng không, vì trận chung kết cũng có cái team của mình cầm ấy, nên thành ra là dịch cho bạn xem tí cái cụm bên F109 nhé. Thì ở cụm NS109 thì cơ bản nói thẳng là cái cụm Gru thì mình cố gắng, cụm S59 là cụm 1 ấy, thì mình cố gắng cho nó vô địch. Chứ còn cái cụm này mình chả muốn vô địch lắm đâu, để vô địch lên cụm đánh nó khó lắm. Nên ra cụm này mình lại muốn thua hơn. Thì trận đầu tiên thì nhìn qua một chút xíu nào. Cái này thắng 3 không trắng à, 3 không trắng chắc mình bỏ qua, chắc bị chênh thực lực nhiều. Trận thứ 2, trận thứ 2 ở đây xem nào, 3-1 à. À trận thứ 2 trận hôm nay mình on này. Trận thứ 2 đấy là nó bên F109 để no su đánh. Nhưng mà hôm đấy Nosu bận nên mình vào đánh đấy. Thì ra bên này tâm lý mình tránh thua mà Nosu nhờ đánh ấy, thì mình cứ đảo bừa ấy. Cái này nói chung là đảo không áp lực. Thì đảo linh tay anh tinh nếu cùng chung cuộc mình thắng thì cơ bản chắc là mình cũng mạnh hơn một chút. Thì đây có thể xem lại trận vé mỡ for fun thì như hai bạn này gặp nhau ở vương giả chiến rồi. Đấy thì nói chung cơ bản bên này mình không muốn thắng lắm nên là cái quyết tâm đánh nó không cao lắm nhé. Bên nào quyết tâm thắng nó cao thì cố gắng nhiều, bên này kệ đấy. Muốn thắng thì thắng, thua thì thôi, không quan trọng lắm ấy. Tại vì các cụm server mới kiểu anh em chưa lên kịp tướng ấy, vô địch sớm quá nó cũng không hay. Trừ khi đời nó bắt phải vô địch mới chịu thôi. Chứ còn vô địch sớm làm gì? Vô địch sớm lên cụm sớm mình đâm ra lại yếu so với cụm. Nên thường là hay phó mặc số phận ở trận chung kết. Còn cái trận trước trận chung kết thì cứ đánh vào trận chung kết để cố gắng đi về nhì. Còn nếu mà may mắn mà nó lại thắng thì vô địch. Mùa này may là không vô địch, vào chung kết thì không vô địch là may. Đánh như cũng phải 5 hiệp hay sao? Đúng mày. Chứ đang lo vô địch. Là vô địch, lên vô địch đánh vất vả lắm, team người ta mạnh ấy, né nó khổ. Tại thường ấy, bạn vô địch ở cụm dưới lên cụm trên chứ chắc bạn đã là người mạnh mà chỉ là người tầm thường ở bên cụm trên. Trừ khi server bạn nào quá nhiều, như trường hợp của S59 làm nhiều lắm ấy, chênh lệch nhiều ấy. Chứ còn như các cụm khác thì thường sẽ hơi yếu. Nói chung đánh sau nhưng mà tướng cũng xịn nên nói chung là cũng mạnh. Hai bên đều có Uta, đều chơi Chopper, đều phải dùng main. Một bên thì dùng Rayleigh, một bên thì dùng Sanji. Một bên dùng Jax, một bên dùng Frankie. Trông tưởng nát mà vẫn win nhỉ. Thì cái lợi thế Uta mình sống lâu hơn này.
Uta hỗ trợ thì xác suất thắng sẽ cao hơn. Búp là khi Uta búp bảo vệ cho Jack ấy chứ. Số còn may chán. Con siêu búp sống được. Giữ được hai con đa thì chết hai con yếu nhất thôi. Chắc còn hồi sinh ý. Hay chả lẽ một mình Uta nó cân hết trận à? Hay trận này mình thua nhỉ? Hay trận này mình thua ấy? Tại mình quên không để ý chân thắng hay thua. Chứ chả lẽ một mình Uta ra khiên nó sống đến hết trận thì hơi ảo. Nếu bây giờ ấn hoàn thành hạng E thì tức là đánh hết trận. Còn nếu mà không phải hạng E thì tức là mình thua thì có thể không để ý kỹ lắm. Có khi nào hề không nhỉ? Mình xem tiếp Uta ra Uta gốc tiếp không nhé. Thế hệ Uta mà nhây sống hết đến tận 30 nhịp thì ảo quá. Nếu mà 30 nhịp ô lại ra khiên tiếp này. Nếu mà 30 nhịp ấy, thì thằng nào đánh trước đấy bị thua nhá. Trường hợp bị hòa thằng nào tấn công trước bị thua. Ô phát này vẫn hòa ấy đấy. 6 lượt chả lẽ này Uta quốc đến tận 30 lượt. Khéo bị thế thật đấy. Cái đánh cái này nó hòa một thứ hai trường hợp thôi. Chắc là rơi trường hợp đấy thôi. Đánh mới khiên đều cái này chết. Có khiên tiếp không? Lại khiên tiếp này, úi dồi. Khiên liên tục thế này thì ảo quá nhỉ. Nên đôi khi thắng thì ăn may, đôi khi ta không giữ được hết tướng đam. Nhưng mà ta có con siêu búp mà sống được thì cũng ảo quá. Chứ đánh mà không dính được vào đòn Uta thì chết là cái này hết khiên rồi. Nhưng mà chắc không xoáy chết được Uta. Thậm chí là không xoáy được luôn đúng không? Cái này Uta gút tiếp lại bơm máu lên, Uta khả năng hồi máu nữa. Thì chỉ cần cứ hồi đầy cây máu xong rồi lại ra khiên, xong lại hồi đầy cây máu lại ra khiên thì cũng sống dai lắm. Cái này không bị xoáy, nó đỡ được cái đấy. Sao cái miễn dịch Uta cũng tốt nữa. Tốt so với mấy căn cứ của đối thủ nhá. Gặp một số con khác nhiều hiệu ứng khác là vẫn bị khống chế như thường. Thế ra đánh mà không kết liễu được địch mà để nó bơm đầy máu này thì cũng chả thắng được, chả cần khiêu Uta quốc luôn. Tại vì hai con này nó nộ mà nó không giết được Uta. Thì Uta có thể nó nộ gần như búp nộ liên tục mà. Thì cũng chả làm gì được nhau. Uta mất đi khoảng tầm nửa cây máu lại bơm đầy cây lên thì chả cần khiên Uta quốc thì cũng sống. Nên phát này nguy cơ cao sẽ bị hòa đấy. Còn nếu mà thua thì thua tầm khoảng 20 mấy lượt. Thôi ấn hoàn thành nhé, thấy cảm giác cũng dài dài. Phải biết thắng hay thua thì mới ấn hoàn thành được. Hạng E thật đúng không? Tức là một là dính khiên Uta quốc cũng nhiều. Cái thứ hai là nó bơm máu cũng đầy cây máu. Và cái đam bên kia không đủ sức giết Uta. Nên thành ra nói chung là vẫn huề đấy. Trận đấy hơi ảo một tí xíu. Còn là chung kết đây, thắng 3, thua 3-2 nha. May là thua, mình thì mong thua. Mình thấy Nosu vào đích mình chỉnh team, tức là chắc Nosu muốn thắng. Nhưng mà tâm lý mình muốn thua vì mình cảm giác mình chưa theo kịp server. Nên có lẽ cho mọi người xem, thôi chắc là xem một trận đại diện nhé. Thì cho ví dụ như là trường hợp đây, ví dụ T lớp X đánh với lại Tên lớp X đánh với Lê Nghi à? Ở đây xem thử tí à. Nick Tên lớp X nói thẳng là mình chưa sửa đâu nhé. Dạo này mình bận đó, mình chơi bỏ bê nhiều lắm. Tại vì tập trung với Nick Gru thứ để người ta giữ cái phong độ của top ấy. Nên mình không có tập trung với Nick Tên lớp X mấy. Nhiều hôm là mình không chơi đâu. Gặp Queen chắc hơi khó. Thấy tướng gần như so với lúc mình quay series 1-9 gần như chưa thay đổi gì mấy. Vẫn là dùng Brook vậy thôi. Để các bạn là mình không có sửa nick gần đây. Với đàn nào mới không sửa chắc mình chờ 2-9 mình sửa thế. Bây giờ sửa giờ này cũng đang dở gương cũng chưa biết sửa gì. Nên cứ để tạm như vậy đó.
để thua khá đậm luôn. Mình Marco vẫn hoàn thành luôn cho xong thì thấy không có hy vọng gì lắm. Ví dụ trận tiếp theo, ví dụ là TXST đối với PM mỡ này. Đó có Robin Brook à. Queen. Thì đánh theo tua quá nhỉ, giết chết Uta cũng nhanh quá. Còn mà hồi sinh mà chắc cái trường hợp đam nó to to này chắc cũng không nhây như cái cửa trước là hòa 30 lượt không chết đâu. Con này chắc sẽ thua thôi. Bên kia chắc nó còn hồi sinh. Hỗn loạn ở hai con vẫn thua sao? Robin ấy chặn đòn nhiều. Chặn đòn xong lại xoáy ngược lại phát. Jack vẫn hơi yếu, Jack đã đập chết sớm quá. Còn Robin có khả năng tê liệt nữa cộng với cả mấy cái nhụt chí linh tinh nữa thì chắc là Sanji còn như đứng yên chờ chết thôi. Ở phát này Sanji mình đã khống chế con Robin này, nhưng vẫn còn con Queen đánh nhá. Con Queen nó có hiệu ứng khống chế nữa thì chắc nó khó. Xoáy ra hai nhát nữa rồi. Thì hóa đá luôn rồi. Ok, và trận cuối cùng là trận của Nosu. Nosu đấu với lại Remy. Trận này Nosu đánh trước. Có lẽ nick này chắc là nick yếu nhỉ. Nick này cảm giác đội hình giống giống cái nick của mình. Chắc là hai nick này, nick mình, nick này chắc là hai nick yếu nhất trong cái team đánh này. Nosu đánh trước và lợi thế tướng cái kia thì chắc là Nosu thắng rồi. Đấy, quả đấy bé mỡ mà hên hơn tí nữa vẫn thắng được. Nó chỉ hên xui chút hiệu ứng thôi. Nếu Uta tỏa sáng hơn tí nữa quả đấy
mà bé mỡ thắng được là mình vô địch, là bị lên cụm đấy. Cũng may của đây bé mỡ nó thua, bé mỡ thua nên mình không bị lên cụm, nên là cuối cùng là mình được ở lại cụm rồi. Tại mình thích ở lại về nhì liên tục nó sẽ sướng hơn là vô địch nhé. Trừ trường hợp ở cụm 1, cụm 1 là không có cụm để lên nữa ấy, thì bạn vô địch để lấy quà cho full. Còn khi mình ở cụm dưới chỉ thích về nhì thôi. Nhưng mà về nhì làm sao mà không bị bán độ vẫn về nhì mới khó. Thế còn nếu mà bán độ nó lại bê lên cụm thì cũng chết. Nên thành ra là cũng dở vậy. Nhưng mà may mắn mùa này được về nhì thì sướng ấy. Có thể Nosu không sướng lắm chứ mình sướng. Ở lại cụm nó thoải mái hơn. Cái áp lực đua cái vòng loại nó thấp hơn ấy. Nên là hai không khí khác hẳn nhau, một cụm thì cứ mong vô địch, một cụm chỉ mong về nhì thôi. Nghe tính ra mùa này mùa thành công tuyệt đối đấy. Là mình vừa được về nhì cụm này mà mình vừa được về nhất cụm kia. Nên nói chung là rất là thành công tốt đẹp thôi. Đúng như cái sự kỳ vọng của mình thôi. Đá bạn Remy này cấp 174 thì mình nghĩ là nếu mà gặp nick mình chắc mình vẫn thắng được. Tướng giống nhau mình cấp 180 trở lên cơ. Thì mình mở khắc ấn rồi chắc là đá mình sẽ to hơn. Thế chắc nick này sẽ là nick yếu nhất trong 3 team. Mình xem lại đi trên báo trận chung kết xem là nick bé mỡ gặp cái nick kia có thắng không nhé. Ví dụ ở đây xem con phát nào bé mỡ gặp cái nick kia không nhỉ. Nick hôm nãy mình bé mỡ nãy đánh ở đây là đánh với nick TXST. TXST gặp Nosu, TXST gặp Nosu, chưa trực tiếp gặp nhiều nhỉ. Mình không biết là nếu đánh lại lần nữa có thắng được không. Nó tức là không gặp nhé. Không gặp nên thôi kệ nữa. Thế nói chung là mình khép lại cái mùa tổ đội chiến lần thứ 19 ở đây nhé. Tại vì nó thường cái mùa đầu nó ghi là mùa 0 nên là mùa 18 hay là mùa 19. Mình kết thúc cái video ở đây thôi. Một mùa thành công của mình. Và giờ kết thúc video ở đây. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.